Chào anh Minh nha. Dạ. Dạ, chào bác, chào chú. Dạ. Bye bye đó. Dạ dạ. Sống miền Trung. Dạ dạ, chào bác. Ở đây là hội người mù Vĩnh Điện, Điện Bàn. Dạ. Dạ. Ở đây là hội có đông không vậy? Dạ, 300 người. À, hội có nguyện là 300 người, là 300 người. Ở đây có mấy chục anh em? 40 à? Dạ. Dạ dạ. 40 người nhưng mà... Trung á. Dạ. Dạ. Tức là họ ở trực tiếp ở đây đi bán đồ rồi làm massage rồi. Dạ. Dạ, em mời anh Hải ngồi, em mời anh Hải uống nước. Dạ dạ, được. Em ngồi đây được rồi. À được rồi, em ở dưới luôn, được rồi, không có gì đâu. Hôm nay em đi ngang về bởi vì mấy bữa nay em cũng hơi cảm chút nên cũng không có đi. Dạ. Ở nhà là không có xe ôm để đi, kiểu đi bán anh biết không? Ba là sức khỏe yếu nên là kiểu mấy bữa nay nắng rồi không bị thần kinh nữa, do đó là ông bị đau đầu, ông đi không được. Dạ, nên không chở được nữa. Ở đây mới có xe ôm. Dạ. Dạ. Mấy bác con xin phép là con quay một chút luôn bác ha. Con quay video đó. Anh mời anh cho người ơi. Dạ dạ, con quay ở đây cũng được chứ hả? Ý là con quay mình chút lại mấy bác lấy hình ảnh mấy bác chút thôi. Dạ dạ. Mới lên sân khấu rồi chị nào ấy. Dạ. Mấy bác là ở đây lâu chưa? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi hả? Qua chục năm. À, dạ dạ. Nhưng mà nhiều anh em là ở gần đó, họ về nhà, anh em ở xa đó. Dạ. Là tập trung ở đây ở lại với bạn. Chào anh Hải. Dạ chào anh. Dạ. Anh Minh sáng nay có đi hát không anh, đi bán không? Dạ không anh. À, mấy ngày này em bị chóng mặt quá. Và bữa hôm qua thì em có đi mình nửa buổi là em lại về đó. Dạ. Em bị chóng mặt. Đi cái đường lửa mũi là nó bị chóng mặt cái thôi, em phải về. Dạ. Dạ. Đi 2-3 ngày, em đi ngày cái là em nghỉ 2-3 ngày rồi thôi. Dạ. Dạ. Mà anh có thuốc tiểu đường kia anh kia gửi xuống uống sao anh thấy khỏe hơn không? Dạ em uống vô em thấy ngủ được, ít đi tiểu. Dạ. Tức là cái hiệu quả của nó là em thấy chỉ có đó thôi chứ còn cũng lâu dài chưa biết đúng không? Dạ. Thì anh cứ uống thời gian thử xem sao rồi dạ. Để em xem thử là đã tiêm rồi. Dạ. Tiêm thuốc vô đủ đúng rồi. Dạ. Tự tiêm luôn. Dạ. Là nhờ mấy anh xe ôm á. Dạ. Là anh tới đây cái anh bơm thuốc giùm. Dạ. Là anh tiêm chứ còn trong này anh em chịu bơm có 500cc hết đi luôn. Mà bữa nay thì em không tiêm nữa tại vì em uống cái đó là ông thầy đó ông nói là cứ uống một tuần cứ uống một tuần để rồi điện rồi xét nghiệm rồi gọi lại cho anh biết chừng. Dạ dạ. Rồi vì uống cái thuốc này là không được chích. Dạ. Thuốc nào này? Đây là cái anh này là anh bạn thân của cái anh mà cũng mù ở trong đây à. Rồi anh đi làm massage ở trên Gia Lai á. Dạ. Rồi anh cũng xem cái video của anh phát lên cho em đó. Dạ dạ. Rồi anh gửi về cho em, anh kêu đầu anh kêu lên trước mắt đó là cứ trước mắt cứ uống đi đã rồi từ từ sau này mà thuốc nó chịu rồi là trước mắt là anh miễn phí. Còn từ từ sau này thì hãy tính. Dạ dạ dạ. Dạ. Hôm nay em đi ngang qua thì cũng hôm trước em có chia sẻ với anh Minh rồi đó. Dạ. Thì cái video mà em đăng lên thì em đã xóa rồi. Dạ. Bởi vì em thấy là có nhiều cái bình luận cũng trái chiều này kia đó. Dạ. Thì nó ảnh hưởng đến vợ con, dù cái này là quá khứ của mình rồi đó. Thì em cũng có gọi cho cô mà có gửi tiền cho anh á. Dạ. Thì cô cũng nói là thôi bây giờ giúp cho anh Minh là chữa cái bệnh. Chứ còn cái việc chuyện mà về cái quá khứ đời tư thì không có quan tâm. Dạ. Dạ. Thì nói chung là hôm trước thì do là anh cũng gửi lại cái tiền, anh nói là khi nào mà tin tưởng hay gì đó thì mà anh anh nhận, nhưng mà biết khi nào mà biết được cái sự việc như sao. Dạ. Thì trước tiên thì cũng hôm nay em đi ngang qua em cũng cũng gửi đông chanh ở đây được không? Dạ được ạ. Dạ. Nói chung em một lần nữa cho em cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Mà nói thật
vì cái video đó là em cũng không muốn là đưa lên đâu, vì cũng không muốn là nó cái quá khứ nó trỗi dậy nữa mà em thấy đó, nên là cũng không quan trọng cái chuyện cái video đó. Nhưng mà em chỉ mong là bà con á, thương hoàn cảnh của em, thương thấy em bệnh tật, thương hoàn cảnh của em, giúp đỡ cho em được bao nhiêu đó thì được, là em có tiền em chữa bệnh. Dạ, dạ. Là em thấy là em vui lắm rồi, và em rất biết ơn bà con. Dạ, dù ít dù nhiều đối với em đâu là một điều rất là đáng quý, rất cảm ơn tấm lòng vàng của bà con. Dạ, và cũng rất cảm ơn anh Hải đã làm cầu nối giúp em. Dạ, dạ, dạ. Dạ, hôm nay là em gửi lại anh là 1 triệu của cô Tách ở Canada ha. Dạ. Hai nữa là cô Kami Fayez. Dạ. Dạ, cô Kami Fayez là gửi cho anh 5 triệu, cô Tách ở Canada là gửi cho anh 1 triệu, 6 dạ. triệu. Dạ. Còn có một chị ở bên Mỹ thì cũng có đó là gửi cho anh 100 đô, nhưng dạ. mà do là cái dịch bệnh với lại cái biểu tình vừa rồi đó, dạ. nên là đến nay thì em vẫn chưa có thấy gửi. Dạ. Thì có gì đó thì để sau này về chị đó có gửi cho anh đó thì em đến em gửi cho anh. Dạ, dạ. Thì như thế nào đó thì có gì đó em báo cho anh biết, vì bữa đó nãy thì chị nói cũng hơn 1 tuần rồi đó. Dạ, dạ. Thì em cái gì em liên hệ rồi em cho anh biết sau. À, dạ, dạ. Dạ rồi. Thì bây giờ em gửi cho anh ở đây được chứ đúng không? Dạ, ở đây được, thì dạ. cũng anh em không mà chú bác không mà đúng không? Dạ, dạ. Dạ, dạ nhân đây cũng cho em cảm ơn cô gì đó cô Tách ở Canada và cô dạ. Kami Fayez. Dạ, dạ. Cho em cảm ơn hai cô Mạnh Thường Quân dạ. Ở Sài Gòn và dạ. nó gửi cho em. Em hứa em sẽ dùng cái số tiền này là em xài đúng mục đích cho với cái bệnh tật của em. Dạ, và em ăn uống cho nó bơm, ổn định cho nó ổn định sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì để em lấy tiền để em gửi cho anh ha. Dạ. Anh Minh ơi, em gửi cho anh là 6 triệu nha. Dạ. 1 triệu này. Dạ. Đây. Dạ, 1 triệu. Cảm ơn anh Hải. Dạ. Dạ. Một lần nữa cho em cầm 2 triệu. Em gửi cho anh cầm này. Chưa dạ. chưa đủ đâu. 2 triệu này. Thôi tôi không bán đâu, để cho mình hát thôi. 3 triệu nè. Dạ, dạ. Bởi vì cái này anh Minh là nó không có đếm tiền được nên nó là dạ. Dạ. Kệ hát có được rồi, rất là quý cho hắn rồi. 4 triệu nè. Dạ, để sắp lại cho. Bởi vì anh em quay quá không, do là anh không thấy đường nên là 4 triệu. Đó 2 tờ nha. Dạ. 5 triệu nè. 6 triệu. Rồi quý vị cũng thấy rồi ha, bởi vì ở đây là có dạ. mấy chú mấy bác nhưng mà cũng khiếm thị hết. Dạ, em cảm ơn dạ. anh Hải rất nhiều. Dạ. Dạ. Em cảm ơn hai cô. Dạ rồi. Thì anh dùng số tiền này để mà chữa bệnh ha và bồi dưỡng sức khỏe. Còn nếu mà có ai có cô bác nào gửi cho anh thêm đó thì em sẽ đến dạ. và em trao cho anh Minh ha. Dạ. Chị cũng kính nhờ anh thương tưởng là giúp đỡ, có bà con nào Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ thêm cho em thì xin anh nhận dùm. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Em rất cảm ơn. Trời, cái này thì cũng tùy duyên nữa thôi. Dạ. Thì nếu mà duyên anh được cô bác giúp đỡ thêm thì em có gì em sẽ liên hệ với anh. Và tới chỗ này là hội người mù Vĩnh Điện đúng không? Dạ. Hội người mù ở Điện Bàn. Dạ, Điện Bàn. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Còn cái thuốc thì anh đang uống đúng không? Có cái ai nó gửi thuốc cho anh rồi đúng không? Dạ có dạ. Dạ dạ. Rồi anh cắt tiền đi. Dạ dạ. Dạ. Cắt dạ. Dạ dạ. Giảm bớt đi bán lại ơi. Cái này có gì đó kiểu thằng bị lắm này. Dạ dạ. Như đương này, vợ mù, sinh một con cũng mù, hắn cũng mù. Con em chia sẻ với chị thôi. Nhiều dạ. 10 nữa. Dạ. Em có mặt tin ở Điện Bàn thì có 300 người mù em ạ, nhưng mà cũng có nhiều hoàn cảnh nói chung là bi đát đáng thương. Ngoài mình ra thì cũng còn những đối tượng ví dụ như đây là Đương nè. Anh Đương hả? Vợ của Đương là Nguyễn Thị Bá Ngọc nè, cũng là người mù nè. Dạ. Sinh một đứa con cũng là mù. Rồi có một thêm đối tượng nữa là Phan Mười cũng mù. Phan Mười. À, thì Minh chị đang nói chuyện. Dạ. Phan Mười cũng mù. Dạ. Vợ thì cũng bị tàn tật, sinh một đứa con cũng bị mù. Dạ. Nói chung là nhiều đối tượng nhiều. Rất là kỳ. Ủa anh Đương là mình có con không? Có, mới sinh con ra nhưng mà bị mù luôn. Nãy rồi nó không được chú ý gì. Nãy mình nói thế rồi, cái anh Minh anh nói gì vô đây? Dạ dạ. Thì anh Minh anh gì anh Đương. Đương.
Dạ. Dạ, anh là Nguyễn Đương. Anh Nguyễn Đương không? Nhà anh là gần đây không? Nhà nói chung thì nhà em ở Sơn Trà mà em vô tăng Điện Bàn em làm. Rẻ Điện Bàn. Sơn Trà Đà Nẵng hả? Sơn Trà nhưng mà ba mẹ cũng cực lắm, cũng nhà ở cũng nhà xíu nhỏ nhỏ đấy, nó cũng cực. Ở không anh em thì đông rồi, không cực anh. Dạ. Anh cũng biết đông quá, mỗi chỗ. Dạ dạ. Thế dạ. Rồi em về Điện Bàn em làm ăn, xin ở đây để làm ăn á. Ở đây dạ. Có cái giải quyết việc làm là cái massage với lại cái cơ sở sản xuất. Dạ. Anh Đương vô đây để xin ở đây thì nói chung là thường trực của bán hàng cũng thu nhận để giải quyết việc làm cho những đối tượng khó khăn, thì ở đây không có nề hà là bất cứ ở Đà Nẵng hay là Quảng Nam. Dạ. Ở đâu mà người ta có điều kiện khó khăn với lại người ta cố tình làm ăn thì vẫn thu nhận. Cho nên Đương vô đây cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Nhưng mà hoàn cảnh là sau đó Đương cái không với lại Bích Ngọc là ở thị xã Điện Bàn. Bích Ngọc cũng bị mù. Dạ. Sinh một đứa con là được 2 tuổi rồi con ạ. Dạ. Nhưng mà cũng bị mù. Dạ. Cũng bị mù. Thì em cũng chia sẻ cái hình ảnh này luôn luôn ha. Thì nếu dạ. Mà có duyên được cô bác nào giúp đỡ thì em sẽ liên hệ với anh Đương. Dạ dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Nói chung là Điện Bàn thì có nhiều mảnh đời cũng cũng bi đát lắm. Ngồi cái giúp đỡ của chính quyền địa phương rồi thì tự người ta cũng tự lập vươn lên. Nhưng dạ, mà cũng dạ. Không sao tránh khỏi những cái khó khăn dạ. Trong cuộc sống rất là nhiều dạ. Cho nên là nếu mà cái chương trình cuộc sống miền Trung thì dạ. Có nhiều mạnh thường quân đấy với là Điện Bàn Thái Duyên á thì yeah. Mong là em là Hải đại diện yeah. Cho cuộc sống miền Trung thì yeah, yeah. Em hãy vận động những mạnh thường quân thì về để giúp đỡ cho cái hội viên của hội người mù thị xã Điện Bàn. Dạ yeah, dạ. Yeah. Có 300 người mù nhưng mà trong đó là có những hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn. Chứ yeah. Còn người mù thì rõ ràng là ai cũng khó khăn rồi nhưng mà yeah. Trong đó có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Yeah. Anh Đương là giờ vợ anh ở đâu? Giờ ở Điện Hòa anh. Mới sinh con nên ở nhà giữ con chứ cũng làm ở đây. Anh Đương ơi, thì em cũng nghe qua cái hoàn cảnh của chị và xin lỗi chị tên gì ạ? À, chị tên Nhung, cán bộ văn phòng của Hội Người Mù thị xã Điện Bàn. Dạ dạ. Thì em cũng nghe hoàn cảnh của anh cũng rất là tội nghiệp đó, thì em cũng trích từ cái tiền này là tiền của quỹ hộ mạnh thường quân của anh Toàn Nguyễn ở bên Mỹ. Em gửi dành 1 triệu ha. Dạ, trước tiên là em gửi cho anh để trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Giờ là xuống đây massage còn vợ thì giữ cho á. Dạ dạ. Nói chung là đây cũng là cái duyên thì Nhung hôm nay chủ nhật nhưng mà dạ. Cũng có dẫn anh em chuẩn bị qua Duy Xuyên là nhận cái quà dạ. Của nhà tài trợ cho bóng mì xúc. Thì dạ. Gặp Hải ở đây là Hải làm chương trình cuộc sống miền Trung thì chị Nhung cũng đại diện cho hội viên hội người mù thị xã Điện Bàn. Cảm ơn các mạnh thường quân và dạ. Các anh chị làm chương trình cuộc sống miền Trung. Dạ dạ. Không biết nói gì hơn thì một lần nữa xin cảm ơn và mong là hội viên của người mù thị xã Điện Bàn, những hội viên đặc biệt khó khăn thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được cái sự chia sẻ động viên của các mạnh thường quân của cuộc sống miền Trung. Dạ rồi thì anh Đương có gì đó thì anh giữ số tiền này ha, vì dạ. Anh có thể là mua sữa rồi cho bé hay cho sữa cho con uống nãy. Dạ dạ, dạ. Anh là khiếm thị là mình không thấy 100% luôn hay là sao dạ. Anh? Đấy là anh Trung thì anh cũng thấy mờ mờ sơ, em thấy chậm lắm, thấy mờ mà thấy mình yếu. Dạ. Chứ không thấy rõ. Dạ. Còn cô của em nó là bị bổng sinh hồi nhỏ mà trừ em cũng chưa có tiền chưa á, làm để từ giờ. Vừa cho mấy anh Hải mới vô đây em cũng định tới mình nói lại mà cắn anh bên anh nói em nói không được em sợ. Dạ dạ dạ. Thì, thôi được rồi, để có gì đó rồi em chia sẻ ảnh của anh lên ha. Dạ, nếu có duyên nữa thì em có thể là em đến nhà của anh để em dạ. Còn tìm hiểu hơn về vợ con của anh nữa ha. Dạ dạ. Thì nghe qua hoàn cảnh của chị ở đây cũng có chia sẻ đó. Dạ. Yeah, trước tiên là em gửi cho anh tiền này của anh Toàn Nguyễn ở bên Mỹ. Dạ dạ. Dạ, dạ. Em cảm ơn đại, cảm ơn anh Hải là cảm ơn mấy cô bên Mỹ. Anh cái anh này anh Toàn, anh Toàn dạ. Nguyễn ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn mấy anh nó cũng rất nhiều. Dạ dạ rồi. Đỡ cho em. Cố gắng anh ha. Dạ dạ, anh cảm ơn. Dạ dạ dạ. Nhất là vừa rồi là cái thời Covid vừa qua dạ. Thì anh em là đi bán đi mua nhưng mà Covid thì anh em phải ở nhà hết. Dạ. Vừa rồi cũng có nhiều cái mạnh thường quân cũng đến giúp đỡ từng công việc cơm, giúp đỡ nước rồi nhiều mạnh thường quân giúp gạo, giúp mì. Dạ. Nói chung là ngồi cái chính quyền địa phương thì cũng còn trong cái thời điểm này thì cũng rất là có những cái mạnh thường quân có cái tấm lòng từ thiện đến giúp đỡ với hội. Dạ. Nên chị thì đại diện chị là cán bộ văn phòng của hội người mù thị xã Điện Bàn cho nên là cũng mong là những mạnh thường quân mà có tấm lòng hảo tâm và có cái điều kiện thì mà có duyên thì hội người mù thị xã Điện Bàn sẽ được tiếp tục nhận và đến những cái mảnh đời bất hạnh. Dạ dạ, em cũng
thay mặt cho những anh chị em người mù cũng gửi lời cảm ơn chị ha. Ở đây thì chắc cũng không có ai đâu, nhưng mà em cũng là người miền Trung thì em cũng mong muốn được nhiều quý cô bác mạnh thường quân cũng quan tâm và giúp đỡ những mảnh đời nói chung ở đây gọi là không có được may mắn. Dạ. Anh Minh ơi. Dạ. Thì anh chắc em vô thăm anh chút rồi em cũng đi về dạ. ha. Dạ. Thì anh uống có thuốc của anh gì đó gửi cho anh đó. Dạ. Thì một thời gian thử xem như thế nào rồi có dạ. gì đó thì liên hệ với em biết ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Em đi xét nghiệm kết quả như thế nào rồi em sẽ điện lại cho anh biết nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi vậy anh ha. Dạ vâng, dạ rồi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em chào anh nha. Dạ dạ. Dạ. Ờ thưa, thưa bác không về, thưa dân thưa chó không về, em về anh đưa thôi. Dạ cảm ơn Hải nha. Dạ dạ. Cảm ơn Hải nhiều ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Chào anh. Dạ con chào bác nghe, con bắt tay bác rồi nãy con vô bắt tay giờ con về bắt tay chứ. Chú thôi. Dạ 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 chú à. Dạ. Ôi chú năm nay là bao nhiêu rồi? 60. 61 rồi hả? Dạ. Dạ. Tội thiệt chứ. Ủa là chú là cũng bị bẩm sinh luôn rồi sao chú? Thân thân chú thân. Ờ dạ. Chú sống độc thân hả? Dạ. Dạ con chú sống ở nhà có vợ có con gì không chú? Có mà ăn ly thân 7 năm rồi không cho được thịt. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Chắc chú chắc cũng hài hước lắm đó nha. Con nghĩ là mấy chú đóng hài được đó. Mình là tiến sĩ mà. Dạ tiến sĩ hả? Làm thơ. Làm thơ hả? Bây giờ là có quyền dạy thơ luôn. Dạ vậy thì chú quá trăm bài thơ mà không có tiền xuất bản thôi. Dạ. Ờ vậy chú tặng con và khán giả cùng cây cuộc sống một trong một bài được không? Biết mái trăm ly mà không nhớ. Ủa chú đọc chứ thơ chú tạo rồi sáng tác rồi chứ. Không nhớ nổi nhiều lắm. Là một bài mới là bài đất Quảng Nam mình nè. Dạ. Nhớ không nổi về lắm mà. Không bắt đọc một đoạn ngắn thôi. Ví dụ mình tiến sĩ mình đọc mình cầm điện thoại đọc. Nhớ rồi về lắm. À bà tìm nhau thì. Dạ. Gặp nhau biết bao lần nhưng chưa hề thấy mặt. Tuy không còn đôi mắt lưu luyến mãi tên nhau. Dẫu mái tóc bạc đầu hay còn xanh tuổi trẻ, dầu là trai mạnh khỏe hay là gái thanh xuân, tất cả như thân nhân về quê quần bên hội, cùng nhau học chữ nổi, học nghề học tiếng thân. Gặp nhau biết bao lần, tìm nhau bằng tiếng nói, nụ cười thay ánh mắt rực rỡ giữa bóng đêm. Mặt trời hồng trong tim hội người mù ta đó, nơi tình thương gắn bó bao cuộc sống gian nan. Dạ rồi, vỗ tay vỗ tay. Bài cái hồi đó là chưa học thôi. Dạ dạ dạ. Bài đó là ý nghĩa rồi đó. Dạ ý nghĩa hay rồi đó, hay lắm rồi. Ôi, con cũng thay mặt cho tất cả quý cô bác trên kênh Cuộc Sống Miền Trung gửi lời chúc bác sức khỏe, chúc bác ở đây sức khỏe bác ha. Dạ. Đúng dưới này tham quan hội người mù. Chừng là đang đi về. Ôi này em quay được chứ hả? Em đi vô được chứ hả? Đây là phòng nam nè. Đây là phòng 10 đó em. Đây là phòng 10. Dạ. Có vợ cũng bị tàn tật mà có cái con của chị. Dạ dạ. Em chào. Dạ dạ. Ôi giờ tôi thui hỉ. Đây là phòng nam. Ờ dạ phòng nam nè. Dạ em chào mấy bác mấy anh luôn rồi. Mấy dạ. Ờ dạ. Rồi phòng của mình ở đây hả? Chuột nói chung là cơ sở vật chất ở đây thấy cũng cũng khó khăn quá chị ha. 10 này 10 đi cũng cao mù luôn nè. Dạ dạ. 10 đã chứ thì anh 10 anh phân 10 bằng thân. Ấy mà chị Nhung có nói thiệu anh Hải đó. Em có vợ trên vợ em cũng cũng đoàn tật mà sinh được cháu cũng bị mù giống em vậy đó. Dạ dạ. Nãy giờ kể anh Hải. Dạ dạ. Những nhà anh Hải vậy nghe cái này nhưng mà mình thường quên bài thì để cháu được cái gì đó. Dạ dạ. Hôm nay em biết em ở đây Quảng Nam mà nắng nhưng mà thật sự là em đi nhiều quá em cũng không có về Quảng Nam mình nhiều. Quế Sơn mà. Dạ Quế Sơn. Dạ. Là đi xa mà nó gần mình là bỏ quay như thế này. Dạ, không phải bỏ quay nhưng mà mình do mình cũng chưa biết nhiều thôi. À. Em ở Sài Gòn 10 năm em mới về đây mà. À. Dạ. Cái đây là cái phòng nam. Phòng nam đây hả? Giữ lại
dưới đây. Ồ, quý vị thấy là ở đây cơ sở vật chất nói chung cũng cũng nóng ha, ở dưới như là anh Hải à. Dạ. Nói chung anh đây là bạn thân của em, anh đi tiếp việc á. Em đang ngủ qua giường anh Hải này. Hai đang ngủ qua giường đây hả? Sao anh này nằm được? Anh đây là người anh 10 đây là người giúp đỡ em rất nhiều, giúp đỡ em là có thể là những cái việc lặt vặt, ví dụ như cơm nước là có thể đổ cơm cho em ăn nè, rồi có thể giúp em cái quần cái áo đó, thậm chí là giặt quần áo giùm cho em đó là rất là thương em, là đã kết nghĩa anh em, là kết nghĩa là đã mười mấy năm rồi, nhưng mà hoàn cảnh của ảnh là cũng rất là khổ, bởi vì ảnh như vậy là ảnh thì sinh thì anh có vợ rồi, sinh con ra thì con cũng bị như ảnh luôn. Bây giờ mẹ già thì cũng bị thớ mớ mà kiểu cũng bị lẫn rồi, ba tỉnh ba sai đó. Chắc em đi tham quan một chút rồi bác mấy anh ở đây ngồi hơi nóng quá ha. Đã không quay cái đập thơ hả? Dạ có chứ. Lên cái đó kiểu đó mời qua Mỹ mất công. Ồ ở đây là giường là hai người nằm một giường hả? Ủa mà sao anh như thế này mà anh Minh nằm chỗ nào nữa? Cứ nằm ít chứ đó, kệ cứ nằm đó. Cái nào lắng anh Minh rất đắt không? Chỗ mà con nằm. Cái nào lắng anh Minh rất đắt không? Anh nằm trong, anh nằm anh con. Thì có hoàn cảnh của anh thì anh cũng có nói là nãy chị Nhung cũng có chia sẻ đó, thì có gì đó em cũng trong hoàn cảnh của mình là sự thật đó anh hả? Bởi vì vợ con thì mình mù giống cho, còn vợ thì cũng kém ma mén, còn bà già năm nay 81 tuổi cũng đau ốm liên miên cũng lo rồi luôn, rồi con rồi lo bà già, nói chung tâm thần nữa đó, cũng không có ra cũng khó khăn ở đó kìa mấy hả. Có gì cũng nhờ giúp đỡ đó kìa. Rồi thì được rồi, để có gì đó thì em cũng chia sẻ hình ảnh này ha. Mấy bác hôm nay là con mấy bác lên chương trình luôn nha, cuộc sống thành công của con ha. Em cũng nhân dịp em vô đây để thẩm vấn của mình, nhưng mà mấy chị nói chung là ở đây thì cũng toàn là người mù thấy á. Em có chi em giúp ủng hộ cho mấy chị. Nói chung hôm nay con vô cũng bất ngờ thôi, còn không biết được là hội mình như thế nào nữa. Thì đây là cái hình ảnh ban đầu con chia sẻ, rồi nếu mà có được cô bác anh chị nào giúp đỡ cho hội mình thì con sẽ đến đây con sẽ chia sẻ lại. Thì bây giờ con muốn tham quan cái chỗ mà mấy cô mấy bác ở sau, rồi phòng bác ở sau. Đây là hội viên người mù thị xã Điện Bàn, nhưng mà những người nam hai người ở một giường, còn ở dưới đây là phòng nữ. Năm 2015 thì được ủy ban là hỗ trợ tiền và đó là chìa khóa trao tay đó, tức là ủy ban sửa soạn lại để cho mình ở. Nhưng mà thật tình thì người mù mà ở 35-40 người ở cơ sở, rồi qua cái thời gian nữa thì bữa nay nó cũng xuống cấp đúng không? Xuống cấp và cũ và thấy là nhét nhót, cho nên là hôm nay thì gặp em đây thì trước đó thì chị có nghe là em gặp Minh, cho nên giúp đỡ là hội viên Minh là có cái hoàn cảnh khó khăn là bị đau ốm, cho nên cũng vận động được cho Minh một số tiền để Minh chữa bệnh. Thì qua đây thì chị cũng xin giới thiệu đôi lời về cái hội người mù thị xã Điện Bàn. Thì hội người mù thị xã Điện Bàn thì có gần 300 người mù. Dưới sự giúp đỡ và chỉ đạo của chính quyền địa phương thì hội có tổ chức được cái cơ sở sản xuất tập trung, có 35 anh chị em, đó là phòng nam, đây là phòng nữ, và dưới đây là khu bếp ăn, và ngồi sau là cái khu vệ sinh. Mà đến hôm nay thì cái khu vệ sinh thì cái cửa của bồn tắm thì đã hư hai cánh. Và bếp thì rất là nóng, bếp thời tiết này đâu nó bếp ga với bếp củi chưa nó ga bếp củi em không có đủ điều kiện, không có tiền đâu để người ta chậm bếp ga, cho nên người ta vẫn chậm củi. Rồi ở ngoài đây thì cái vùng tắm này, cho nên chị thì là cán bộ văn phòng và tham mưu ở đây thì qua cái ống kính của em thì chị xin những mạnh thường quân của cuộc sống miền Trung đó là cho chị xin hai cái cửa đúng rồi, hai cái cửa này bị hư rồi hả? Tắm nó bị hư mà cái này hư quá rồi chị dỡ ra một rồi, còn cái này thì cũng có cửa luôn hả? Cái này hư chị dỡ ra chị để ngoài kia đó. Dạ. Cho nên là ý là cho anh em tiện tắm nói với người mù, nhưng mà cũng phải kín đáo lịch sự một tí. Nên chị mong mà chương trình là nếu mà có duyên thì chương trình sẽ về đây, rồi người mù Điện Bàn có những cái khó khăn gì thì giúp đỡ thêm cho hội người mù Điện Bàn để người ta vươn lên hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Chị cho em luôn cái địa chỉ ở đây cụ thể được không, để mà ở đây cô bác nếu mà gần đây có thể đến đây thăm hội người mù của mình. Hội người mù thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Hội Người Mù thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì nó gần cái chỗ nào, chỗ này là chị có... ở đây là... Ở đây là thuộc Điện An, Điện An phường Điện An, phường Điện An nằm ngay trục đường 609. Dạ dạ dạ. Của thị xã Điện Bàn. Dạ dạ, bác đang đi vệ sinh hả? Thế đi nói chung cũng... Wow, lúc là cơ sở của mình nó xuống cấp quá. Cũng thời gian này có Mạnh Thường Quân hay là có bà con cô bác gì đến thăm nói chung là sau cái thời kỳ Covid thì cũng có nhiều cái Mạnh Thường Quân là từ ngày trước người ta đã có giúp đỡ cái hội Người Mù Điện Bàn, thì sau cái đợt Covid thì cũng có những cái Mạnh Thường Quân có cái tấm lòng từ thiện thì đến đây cho gạo, cho mì và cho những cái bữa ăn chín. Dạ dạ. Chứ còn thật tình thì về xin mà để sửa chữa các cơ sở vật chất thì chị chưa đến xin, với lại chị cũng chưa có gặp cái đối tượng nào. Dạ dạ. Hôm nay gặp em thì chị rất là mong là cái chương trình Cuộc Sống Miền Trung á, để vận động được cái bà con có tấm lòng từ thiện á, thì hỗ trợ cho hội một ít kinh phí để hội sửa chữa lại cái chỗ bếp ăn, cái phòng tắm, cái nơi ngủ của 35 hội viên mà đang ở cơ sở sản xuất tập trung. Dạ dạ. Rồi cái này chị có thể là điện cái này có không? Có điện không? Đâu, nói chung là nó chung là đó, quý vị thấy là còn bếp đất rồi bếp cũ thôi. Ủa, con nấu ăn là sao chị? Nấu ăn là ai nấu ăn là sao? Nói chung là ở đây 35 người, nhưng mà ví dụ như 3-4 người người ta hợp ý với nhau thì người ta nấu thành một nồi, một bếp. Dạ, dạ em biết rồi. Trước đây thì thường trực cũng có cái trăn trở là nếu mà có kinh phí thì mình sẽ mướn một người. Đúng người rồi. Ta nấu ăn, người ta quét dọn vệ sinh. Nhưng mà cái này là tự lực hay đúng không? Không có kinh phí. Yeah. Anh em tự lực. Yeah, hai ba người nấu vào một ô. Dạ dạ. Rồi thì hôm nay em chia sẻ hình ảnh này ha. Thì có gì đó thì em sẽ đăng tải lên trên mạng, trên YouTube của em. Nếu được cô bác anh chị chia sẻ giúp đỡ thì em sẽ tới đây. Dạ. Rồi chắc em cũng xin là kết thúc video tại đây thôi. Dạ, dạ nãy giờ em chia sẻ là cũng cái tổng quan thì chắc cũng đầy đủ rồi đó. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Không biết nói gì hơn thì chị xin chân thành cảm ơn. Dạ. Và trong cái thời gian này chị sẽ mong đợi. Dạ dạ. Những cái tấm lòng từ thiện đến với hội người xã Điện Bàn. Dạ rồi rồi. Dạ em chào chị nha. Chị chào. Dạ để em chào mấy bác luôn nữa. Họ biết. Con chào mấy cô nghe. À chị chào em nghe. Dạ. Rất cô muốn là có dịp và em sẽ gái lại hậu người bầu đi. Dạ dạ. Cô đó con nghe cô còn nhỏ lắm. Dạ dạ dạ. Con mới có 31 tuổi à. À nhỏ ghê đó hả. Dạ dạ. Ê, con chào mấy cô hết nha. Dạ con chào mấy cô. Con đây vậy hả. Dạ con. Dạ. Rồi con chào mấy bác lên nha. Con chào mấy anh luôn. Dạ con đi đây. Em chào anh Hải nha. Dạ dạ rồi em anh ha. Em đi về ha. Dạ dạ dạ. Dạ rồi.